xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn tại giải bóng truyền hình quốc tế VTV Cup Tournament 2019 22:30 trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh VTV6. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ chương trình sắc màu VTV Cup Tournament 2019, những câu chuyện bên lề thú vị, những tài năng và rất nhiều những câu chuyện đáng chú ý khác nữa của giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup Tournament 2019 tại Quảng Nam sẽ được kể với quý vị và các bạn trong 60 phút không thể bỏ qua. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến trong ngày thi đấu áp chót. Quý vị và các bạn cũng đã vừa theo dõi trận đấu tranh hạng 5 của giải đấu năm nay, và trước mắt chúng ta sẽ là hai trận đấu thực sự đáng chờ đợi, đó là hai trận đấu bán kết. Và đầu tiên sẽ là trận đấu bán kết giữa câu lạc bộ NEC của Nhật Bản và Fujian của Trung Quốc. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ và sau đó vào lúc 19 giờ quý vị và các bạn sẽ đến với trận chung kết, trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta và các cô gái đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tất cả trên kênh VTV6. Đó là hai trận đấu bán kết của ngày thi đấu hôm nay. Còn trước trận đấu bán kết đầu tiên, cuộc đối đầu giữa các cô gái của NEC Red Rockets đến từ Nhật Bản và các cô gái của Fujian, thì chúng ta sẽ cùng thư giãn trong ít phút để gặp gỡ với những gương mặt rất là thân quen trong đội Fujian trong ngày nghỉ ngày vừa qua, trong một cuộc vui chơi mà có cơ hội để trải nghiệm với những danh lam thắng cảnh tại Hội An. Vâng, quý vị và các bạn đang có thể thấy những gương mặt rất là thân quen của Fujian Trung Quốc. Đây là cây truyền hai Liang Quê Chen. Liang Quê Chen đã có một ngày và trải nghiệm với việc làm nón, một công việc mà Liang Quê Chen cũng đã chia sẻ với chúng tôi là cô không nghĩ nó lại mất nhiều thời gian, sự tỉ mẩn và cầu kỳ đến như vậy. Một trải nghiệm mà chắc chắn không chỉ Liang Quê Chen mà còn rất nhiều những đồng đội của cô tại câu lạc bộ Fujian nữa. Còn đây là làm kem cuốn, phải rất nhanh tay để có thể tạo ra được những chiếc kem ngon cũng như là đúng quy trình. Vâng, thời gian trong ít phút thôi, còn giờ chúng ta hãy trở lại với câu chuyện chuyên môn, câu chuyện có lẽ sẽ quyết định đến trận đấu bán kết đầu tiên cùng với hai vị khách mời, đó là chị Nguyễn Thanh Hoa và bình luận viên Tiểu Huyền. Vâng, chị Nguyễn Thanh Hoa, chúng ta đã vừa nhìn đến những gương mặt khá thân quen của câu lạc bộ Fujian trong ngày nghỉ. Vậy thì chị Thanh Hoa, trong cái ngày nghỉ đó thì chị đã có những trải nghiệm như thế nào và cùng với những đội tuyển nào? Ngày nghỉ đó thì chúng tôi cũng có được mời tham dự một bữa tiệc ngoài trời ở công viên Thêm Công Bác. Viên và tham gia xem chương trình sâu diễn Ký ức Hội An. Các bạn quốc tế rất là hào hứng với cái chương trình này, và cũng như chúng tôi, những người cũng chưa được tìm hiểu kỹ về đất nước và con người Hội An, thì chúng tôi cũng đã qua cái chương trình đấy thì cũng đã biết thêm được cái phong tục và tập quán của người dân Hội An. Vâng, và đó là những chia sẻ trong một ngày nghỉ mà các vận động viên có cơ hội để người ta gọi là refresh bản thân, đúng không ạ, lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho những trận đấu mang tính chất quyết định. Chị Tiểu Huyền, bây giờ thì tôi cùng chị Tiểu Huyền cũng như chị Thanh Hoa hãy nhìn lại cuộc đối đầu giữa NEC Red Rockets và các cô gái Fujian ở trận đấu vòng bảng để có những cái phân tích trước thềm trận đấu này. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đối đầu tại trận đấu ở vòng đấu bảng. Đây là một trận đấu mà NEC Red Rockets rõ ràng được đánh giá mạnh hơn. Tuy nhiên thì Fujian Trung Quốc cũng đã ít nhiều gây được những khó khăn cho đội bóng đến từ Nhật Bản, nhất là ở thời điểm đầu tiên của set đấu thứ nhất. Dù vậy thì kết quả chung cuộc vẫn là 0-3. Trong đó thì tỷ số các set là 18-25, 16-25 và 20-25. Trong trận đấu này thì có lẽ nhân tố nổi bật nhất bên phía Trung Quốc chính là Lim Yue-sin, chủ công mang áo số 5 với 11 điểm được ghi. Trong khi đó thì Yamaguchi, chủ công bên phía câu lạc bộ NEC Red Rockets, ghi được 17 điểm. Vâng, chúng ta vừa nhìn lại cuộc đối đầu này, chị Thanh Hoa, trong trận đấu đó thì Yamaguchi ghi được 7 điểm, thế nhưng không 17 điểm. Thế nhưng không chỉ có Yamaguchi đâu mà còn Yanagita, cầu thủ mang áo số 4 bên phía NEC Red Rockets, cũng ghi được tới 13 điểm. Và theo con số thống kê thì cho tới thời điểm hiện tại thì Yamaguchi ghi được 48 điểm và Yanagita ghi được 36 điểm. Cái vai trò của hai mũi tấn công này trong lối chơi của đội bóng đến từ Nhật Bản là như thế nào? Đội Nhật Bản thì họ có hai mũi tấn công chủ công là đã tốt. Tuy nhiên là các mũi chiến thuật và chuyển hai họ rất linh hoạt.
thực ra để thể hiện tốt cái sức mạnh tấn công của đội Nhật Bản á, thì mình nói đến là cái sức mạnh của tập thể nhiều hơn, vì hoạt động phối hợp chiến thuật của Nhật Bản rất là nhanh và linh hoạt, khiến cho các đội bóng không biết đường nào mà chắn. Vâng, toàn chị Tiểu Huyền, khi mà hai mũi tấn công bên phía Nhật Bản là Yanagita và Yamauchi đều là những nhân tố thực sự ghi được rất là nhiều điểm, và đây đang là hai mũi tấn công có thể nói là ghi được nhiều điểm nhất cho tới thời điểm hiện tại. Còn bên phía Phúc Kiến của Trung Quốc thì tôi cũng quan tâm đến những mũi tấn công, đó là số 2 Yang Jing và số 5 Li Yuexin. Những con số thống kê trước đó thì tôi cũng đã chỉ ra rằng Lin Yuxin ghi được 61 điểm và Yang Jing ghi được 31 điểm. Tất nhiên thì những con số của hai mũi tấn công này bên phía Phúc Kiến Trung Quốc cao hơn so với Yamauchi và Yanagita, bởi Phúc Kiến Trung Quốc thi đấu nhiều hơn một trận khi mà đội bóng Nhật Bản vào thẳng bán kết, còn đội bóng này phải thi đấu thêm một trận đấu để tranh vé còn lại vào bán kết. Vậy thì trong vai trò của lối chơi của huấn luyện viên Fujian thì hai cầu thủ này cũng đóng vai trò như thế nào trong điều kiện? Tôi nghĩ rằng anh Lân đã chỉ ra vai trò của Lin Yuxin. Thực ra thì Trang Trinh là một gương mặt ở đội hình chính của đội Phúc Kiến Trung Quốc, tham gia những giải đấu ở giải vô địch quốc gia và những giải đấu lớn. Đây là một cầu thủ cũng cùng với cả đội trưởng Lin Lin là đóng vai trò kinh nghiệm. Đó là thế hệ của những cầu thủ như là Libero Lin Li nữa, người góp mặt ở đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Còn họ cũng đang đưa vào một thế hệ đang đào tạo, mà ông Fujian cũng đã chia sẻ có tới 6 cầu thủ đang được đào tạo. Ví dụ như là gương mặt chúng ta thấy rất là trẻ, Ye Chia Trinh là gương mặt còn rất là trẻ, và Hoang Phân cũng là như vậy. Trang Trinh thì có sự kinh nghiệm và thời điểm bám chắn rất là tốt. Đây là một cầu thủ nếu như phát huy được tầm cao của mình thì sẽ rất là lợi hại. Mà như đội trưởng Lin Lin, người số 9 cũng vừa xuất hiện trên màn hình của chúng ta, có chia sẻ trong phần bình luận sau trận đấu. Muốn gặp đội NEC Red Rocket thì họ cũng đã rút ra kinh nghiệm và xem lại băng hình ở trận đấu đó. Và họ muốn là nếu như gặp lại đối thủ thì họ sẽ phải cố gắng đánh nhanh. Và tôi thì hơi quan ngại là đội bóng này sẽ đánh nhanh như thế nào, bởi vì chất lượng chuyền hai. Nếu mà chúng ta nhìn vào thì họ có thể đánh nhanh so với Antei Kazakhstan, hay là đánh nhanh so với cả đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa, nhưng mà đánh nhanh so với đội NEC Red Rockets thì lại là một vấn đề khác. Ngoài ra thì cái hướng tấn công của họ cũng còn tương đối đơn giản, trong khi hàng sau của đội bóng Nhật Bản như chị Thanh Hoa có phân tích ít phút trước thì lại thi đấu rất là hay và tập trung. Vì thế nên là tôi cũng hơi băn khoăn là vai trò của Lin Yuxin và Trang Trinh như anh Kỳ Lân vừa đề cập tới ở trong trận đấu này sẽ được phát huy như thế nào. Nếu họ đánh tốt thì cũng sẽ là lợi thế dành cho đội Phúc Kiến Trung Quốc, để hy vọng sẽ tạo ra được một trận đấu, tôi nghĩ không phải là 3-0 nếu như họ đánh tốt. Chị Thanh Hoa có nghĩ như vậy không, khi mà trận đấu tại ở vòng đấu bảng thì các cô gái đến từ NEC Red Rockets có được một chiến thắng với tỷ số 3-0, nhưng quan sát để diễn biến từng set đấu một thì rõ ràng không phải là một sự quá vượt trội đối với NEC Red Rockets. Vậy thì có như Tiểu Huyền, chị Trang có trông chờ vào một bất ngờ đến từ đội bóng này không? Thực ra thì đội Phúc Kiến Trung Quốc đã đánh hay lên từng trận qua từng ngày thi đấu của VTV Cup. Cho đến ngày hôm qua khi mà giành được vé vào bán kết thì đội Phúc Kiến Trung Quốc đã thể hiện một cái đội hình và một cái sức mạnh tấn công và tinh thần tập thể cũng rất là tốt. Ngày hôm nay đấu với NEC Nhật Bản thì tôi nghĩ rằng Phúc Kiến Trung Quốc cũng nghiên cứu kỹ cái đội hình của Nhật Bản, và tôi nghĩ họ sẽ dùng các cái miếng chiến thuật và phát bóng tấn công để NEC hạn chế được cái sức tấn công hàng trên. Hai của Phúc Kiến Trung Quốc với chiều cao 1m73, trong khi đó thì tôi dành nhiều sự quan tâm hơn dành cho cây chuyền hai bên phía NEC Red Rocket, đó là Ueno Kaori. Đây là một thi đấu ở vị trí phụ công, và tôi nghĩ rằng là ở trong rất nhiều trận đấu thì huấn luyện viên Kaneko sử dụng chuyền hai là Tsukada Shiori, và đây là một cầu thủ mặt tròn có chiều cao tương đối là thấp nhưng mà động tác chuyền rất là vững. Tôi có hỏi hai em chuyền hai của đội tuyển Việt Nam là Thu Hoài và Lâm Oanh thì nhận xét như thế nào về cái động tác chuyền hai của... Tôi có xem cái phóng sự không của chị Tuyền làm. Thì các em cũng có một cái nhận định là bạn chuyền rất là nhanh, tốc độ và chuyền bóng vững. Cái động tác tay nó khiến cho các đồng đội cũng yên tâm và dễ phán đoán để thực hiện những cái đường tấn công của mình. Trong khi đó thì Lang Quy Chen tôi cũng đã bình luận các trận đấu của đội Phúc Kiến Trung Quốc thì cầu thủ này cũng chưa có được sự ổn định.
Thực ra là truyền cho Lin Yuexin là miếng truyền tốt nhất của Liang Kuixian, và sau đó là truyền bóng chiến thuật đánh bóng một chân cho Chang Qing ở số 2. Còn đôi khi truyền cho Lin Lin và Ye Cha Qing hoặc là Huang Feng đánh biên thì còn hơi sát lưới. Thực ra là tôi hơi băn khoăn xem trận đấu này nếu đánh nhanh thì Liang Kuixian có thi đấu thực sự tốt hay không. Và một yếu tố nữa là đội bóng này cần phải có được sự ổn định về tâm lý thi đấu nữa, bởi đội Nhật thi đấu rất nhanh. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của trận đấu này. Còn rất là nhiều câu chuyện tôi biết chị Thanh Hoàng muốn chia sẻ, nhưng hãy chờ xem kết quả đã, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa NEC Red Rocket cũng như là Phúc Kiến Trung Quốc thì đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với những diễn biến của trận đấu này, và chúng ta còn gặp lại nhau trong phần bình luận sau trận đấu. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Hai bên trong. Chương trình khuyến mãi cực lớn. Ống nhựa Hoa Sen mua liền tay nhận ngay quà khủng. Với mỗi 1 triệu đồng cho mỗi đơn hàng, bạn sẽ có cơ hội nhận được xe máy Honda E-Blade, điện thoại iPhone X và hàng chục ngàn thẻ cào điện thoại. Mua ống nhựa Hoa Sen cầu liền tay trúng ngay E-Blade, tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng. Thông tin chi tiết tại hoasengroup.vn. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Ống kém nhúng nóng Hoa Sen tiêu chuẩn Mỹ. Với những hình ảnh trực tiếp tự nhiên thi đấu tỉnh Quảng Nam để theo dõi của tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam trận bán kết thứ nhất trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Trên màn hình của quý vị và các bạn là tổ trọng tài điều khiển trận đấu, trọng tài chính đến từ Australia, trọng tài thứ nhất Julian Coburn, và trọng tài thứ hai là trọng tài Nguyễn Ngọc Anh. Cùng đến với đội hình xuất phát của câu lạc bộ NEC Red Rockets của Nhật Bản. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Kaneko Takayuki đưa ra sân các cầu thủ mang áo số 3 Shiori Tsukada, số 4 Mizuki Yanagita, số 6 Kari Ueno, số 12 đội trưởng Misaki Yamauchi, số 21 Ayumi Yoshida và số 14 Shiori Aratani. Yoshida là cầu thủ đã đón sinh nhật tuổi 19 ở Việt Nam và được ban tổ chức của VTV Cup dành tặng cho một món quà sinh nhật hết sức bất ngờ. Còn đây là đội hình được huấn luyện viên Fujian đưa ra ở trận đấu này, với các cầu thủ mang áo số 16 dây chuyền 2 Liang Kuixian, số 6 Liang Weifeng, số 11 Ye Cha Qing, số 5 Lin Yuexin, số 2 Chang Qing và số 9 đội trưởng Lin Lin. Fujian, một gương mặt có lẽ đã quen thuộc với những ai tìm hiểu về bóng chuyền nữ Trung Quốc. Khi còn thi đấu thì ông là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc và đã có 3 giai đoạn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ NEC Red Rockets và Phúc Kiến Trung Quốc là trận bán kết đầu tiên của VTV Cup 2019. Trận bán kết thứ hai là trận đấu rất được chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước cơ hội rất nhanh, Lang Quay Phẳng, đó là phụ công mang áo số 6, người đã giúp cho đội của mình
có được điểm thứ hai. Chưa thành công của các cầu thủ NEC Red Rockets, nhưng họ đang phán đoán các hướng tấn công ở vị trí số 4 của đối phương. Chắn tốt, tầm chắn cao đúng là một ưu thế mà đội Phúc Kiến Trung Quốc phải phát huy, đó là Trang Trình. Trình bám chắn rất kinh nghiệm. Đây là một trong những cầu thủ có chỉ số kỹ thuật chắn bóng vào dạng tốt nhất của giải đấu năm nay. Một điều khá bất ngờ là đội Phúc Kiến Trung Quốc lúc này đang dẫn trước 5-1 trước NEC Red Rockets, đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao nhất tại giải đấu năm nay. Trình và Ye Cha Trinh theo bám chắn. Mới 19 tuổi nhưng Yamauchi, nhưng cầu thủ mang áo số 21 là Ayumi Yoshida thi đấu rất tự tin. Rất nhiều các cầu thủ NEC Red Rockets đã bắt đầu làm quen và chơi bóng chuyền từ năm 7 tuổi khi còn học tiểu học. Sau đầu tốt, cho đến lúc này thì các vị trí của câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc đã nhập cuộc tốt. Họ đang dẫn 6-2. Kèo chấm rất sát với Amauchi, nhưng số 12 đội trưởng của NEC Red Rockets vẫn có thể ghi điểm. Một điều mà các cầu thủ Phúc Kiến Trung Quốc lúc này đang khá thành công đó là hạn chế đối phương đánh nhanh, phát huy hết công suất, kèo bám chắn liên tục với các mũi tấn công. Những kinh nghiệm rút ra sau cuộc đối đầu ở vòng bảng đang được huấn luyện viên Fujian áp dụng cho các học trò trong trận bán kết này. Chắn tốt, điểm cho câu lạc bộ NEC Red Rockets 5-7. Khai tốt hơn,
sau khi hướng tấn công ở vị trí số 4 bị bám sát thì lúc này hướng tấn công ở vị trí số 2 đã được phát huy. Hãy cùng chờ xem là Phúc Kiến Trung Quốc sẽ làm gì để ngăn chặn những sức mạnh đến từ các vận động viên của câu lạc bộ NEC Red Rockets. Cho tới thời điểm nghỉ hội ý kỹ thuật lần đầu tiên trong trận đấu thứ nhất, NEC đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 8-7. Có lối chơi tốc độ và đánh chiến thuật nhiều như NEC Red Rockets. Phúc Kiến Trung Quốc cũng cần phải nhịp nhàng và chủ động phán đoán để đeo bám chắn tốt những kinh nghiệm trong cuộc đối đầu đầu tiên. Có lẽ cũng đã giúp cho huấn luyện viên Fujian rút được rất nhiều những bài học kinh nghiệm cho các học trò của mình. Một cơ hội tiếp theo dành cho Phúc Kiến. Đánh bóng ra ngoài thật sự đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Lin Yue Xin đã thực hiện một cú tấn công sau vạch 3m. Ý đồ của Lin Yue Xin là thực hiện một cú đánh vào góc, nhưng cú lái bóng là hơi nhiều. Sau thời gian nghỉ hội ý kỹ thuật lần đầu tiên của trận đấu thứ nhất thì chỉ 2 điểm số sau, huấn luyện viên Fujian đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Tại giải đấu năm nay rất uy lực. Cần phải cắt được chuỗi liên điểm mà Yoshida đang là vận động viên thực hiện quả phát bóng. Đánh bóng tốt, một pha tổ chức tấn công nhanh ở vị trí số 3. Cuối cùng thì chuỗi liên điểm trong những tình huống mà Yoshida thực hiện quả phát bóng cũng đã được cắt. Đó là điểm mấu chốt để cho Phúc Kiến Trung Quốc trông chờ vào việc rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số. Giang Trinh chắn bóng tốt, bóng trong sân trong tình huống vừa rồi. Tình huống tham gia chắn đôi. Và sau đó có thêm sự hỗ trợ nữa từ Liang Weifeng. Một tình huống chắn 3 và đã giúp cho Phúc Kiến Trung Quốc có thêm một điểm số nữa. Không có cơ hội, cú đánh là quá mạnh. Có chiều cao không thực sự nổi bật, nhưng những miếng tấn công biên của Mizuki Yanagita là thực sự ấn tượng. Phúc Kiến Trung Quốc đang có một thế trận không đến nỗi nào. Dây mất điểm của đội bóng này đến từ những tình huống thực hiện những pha phát bóng, pha chiến thuật rất tốt của Yoshida. Phòng thủ tốt, cơ hội cho Phúc Kiến Trung Quốc. Trong pha đánh vừa rồi, Ye Gia Trinh đã bị bắt lỗi. Đó là lỗi chạm lưới, một pha xử lý và bắt lỗi chính xác từ phía trọng tài 2. Nhưng ngay sau đó thì Phúc Kiến Trung Quốc đã có câu trả lời, và lần này thì Ye Gia Trinh đã thực hiện một pha xử lý lỏng tay rất thông minh. Một tình huống mà số 11 bên phía Phúc Kiến Trung Quốc chủ động đánh gạt chắn đối phương. Có thể là 12 đều.
thủ rất hay, đó là pha xử lý tốt của libero bên phía NEC. Như vậy là vừa rồi thì trọng tài đã bắt lỗi 2 tiếng của một cầu thủ bên phía NEC Red Rockets. Đó là tình huống xử lý không thực sự tốt của libero bên phía đội bóng của Nhật Bản. Những gì đang diễn ra trên sân khiến cho chúng ta hình dung lại cuộc đối đầu giữa hai đội ở trận đấu vòng bảng. Phúc Kiến Trung Quốc cũng đã có được một sự khởi đầu tương đối tốt và giằng co với NEC Red Rockets. Yamauchi thực sự xứng đáng là điểm tựa tinh thần cho cả đội. Sau khi ghi điểm thì chúng ta thấy là số 12 Yamauchi khích lệ các đồng đội rất nhiều. Đội bóng đang cần có sự tập trung. Và vừa rồi thì chúng ta thấy là quả phát bóng tấn công của Yanagita được thực hiện khá tốt. Mặc dù tầm đánh của Yamagita không phải là quá cao, nhưng đây cũng là một cầu thủ có nhiều đóng góp trong lối chơi của đội. Dường như đã có lỗi chạm lưới của các cầu thủ NEC Red Rockets. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới của Yamauchi. Chuyền sau đầu rất hay. Cái động tác đập bóng rất gọn của Yamauchi. Yamauchi cũng là một trong những gương mặt ghi nhiều điểm nhất cho đội NEC Red Rockets tại giải đấu năm nay. Đập bóng tốt, đó là Lin Yuexin, nhưng trọng tài đã xác định bóng ngoài. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trọng tài xác định bóng ngoài mà không chạm tay chắn của câu lạc bộ NEC Red Rockets. Trở lại sân tiếp tục thi đấu hiệp thứ nhất. Thực hiện quả phát bóng là cầu thủ mang áo số 17 Saki Minemura. Vượt được tay chắn của Shiori Aratani. Những động tác nhảy chuyền của Sukada rất phù hợp với tầm đánh của đồng đội trong pha phối hợp chiến thuật một chân ở vị trí số 2. Chúng ta vừa được xem lại pha ghi điểm của Aratani. Aratani ghi điểm, nhưng thực sự là đường chuyền của Sukada vừa rồi rất chất lượng. Lỗi phát bóng của Yamauchi.
Nakatani đã có được những cơ hội dứt điểm ở vị trí số 2. Khi tổ chức lối chơi một cách chặt chẽ và triển khai được các pha tấn công nhanh thì thực sự là câu lạc bộ NEC Vebrokis rất lợi hại. Và nếu phải đua về thể lực trong những trận đấu kéo dài 5 set thì họ cũng không hề e ngại. Chúng ta đều thấy điều đó rất rõ trong trận đấu mà họ thắng ngược dòng 3-2 trên đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nền tảng thể lực cực tốt. Chuyền bóng ra biên vừa rồi của Sukada có lực rất tốt. Và đó mặc dù là một pha tấn công biên trông đơn giản, nhưng các cầu thủ Phúc Kiến Trung Quốc lại không thể phòng thủ được. Bóng trong sân, ba cái điểm của đội trưởng Rindin, 17-19. Cách biệt về điểm số không quá lớn. Và nếu như tổ chức bám chắn chặt chẽ như những phút đầu trận và triển khai tốt những pha tấn công như vừa rồi của Rindin hay Lin Yuexin thì câu lạc bộ Phúc Kiến vẫn có những cơ hội để lui tới được bắt kịp về điểm số, nhưng đó là với điều kiện họ phải chắn thật tốt đã. Chen cũng đã rất linh hoạt khi mà Ye Cha Trinh cũng sẵn sàng cho một tình huống vào đà đánh bóng ở vị trí số 4. Thì cầu thủ này chuyền bóng sau vạch 3m để cho Lin Yuexin dứt điểm. 18-20. Đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, một cầu thủ bên phía Phúc Kiến Trung Quốc đã tham gia bám chắn, nhưng rõ ràng là tình huống dứt điểm của NEC Vebrokis vẫn nhanh hơn một nhịp so với những tình huống tham gia bám chắn của Phúc Kiến. Đây là cơ hội, khoảng cách vẫn chỉ là một điểm thôi, 20-21. Cần một tình huống theo chắn tốt để có thể cân bằng tỷ số 21 đều. Cơ hội vẫn còn rất lớn cho các học trò viên Fujian. Không thành công. NEC Vebrokis vẫn rất nhanh trong những pha đánh chiến thuật. Ở tình huống vừa rồi đó là miếng đánh ở vị trí số 3, một tình huống tổ chức đánh nhanh và pha dứt điểm gãy gọn của Kauri. Rất có thể đây sẽ là điểm mấu chốt trong set đấu đầu tiên mang về chiến thắng cho NEC Red Rockets. Khoảng cách đã là 3 điểm rồi. Yamauchi thắng được tay chắn của Lin Yuexin. Thank you.
Aerobis thực sự có nhiều phương án dứt điểm và họ triển khai đều các hướng. Lợi về Hồ Chín có lẽ vẫn nhắc và cứng chắn. Đầu hiệp đấu này, câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc đã chắn tương đối tốt và hạn chế được khá nhiều những pha tấn công của đối phương. Nhưng rồi những diễn biến sau đó đã đi ngoài tính toán của đội bóng này khi mà đội NEC Verrokis đã triển khai tốt hơn những pha tấn công chiến thuật và đánh nhanh. Các phụ công di chuyển chiến thuật nhiều và bên cạnh đó thì Yamauchi cũng đang thi đấu rất hay. 21-23. Anh Kỳ Lân có bất ngờ không khi câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc càng chơi càng hay sau trận đấu tranh vé vào bán kết và cho tới hiệp đấu đầu tiên của trận bán kết này? Phong độ và biểu đồ đi lên đó là điều mà mang tính chất tất yếu khi mà các đội bóng đều được có được sự cọ sát, làm quen cũng như là với thời tiết, điều kiện sân bãi cũng như là bầu không khí tại nhà thi đấu Quảng Nam. Nhưng rõ ràng với Phúc Kiến Trung Quốc, tôi nhận thấy đó là một biểu đồ đi lên tương đối rõ ràng. Đây là một đội bóng có thực lực và có những mũi tấn công khá là đa dạng. Và hiện tại thì có lẽ huấn luyện viên Fujian là một huấn luyện viên lão làng và ông cũng đã rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm cho các học trò của mình khi đối đầu với NEC Red Rockets. Đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Không, đó là một tình huống mà bóng đá chạm chắn và bay ra ngoài. Vẫn còn là một cơ hội mong manh dành cho Phúc Kiến Trung Quốc. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Bây giờ là quả phát bóng của Lin Yue-shin. Không thể chắn được pha đập bóng rất mạnh vừa rồi của Yoshida. 25-22. Thực sự là rất bản lĩnh để có thể bắt kịp và vượt lên giành được chiến thắng trong hiệp đấu thứ nhất. Tư thế đang tạm nghiêng về phía đội NEC Red Rockets của Nhật Bản khi dẫn 1-0 trong trận bán kết đầu tiên của giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup Liên Hoa Sen 2019. Sen cao lên tay chúng ngay iBlade, tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỷ đồng. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay, bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống kém trực tuyến, ống kém Hoa Sen tiêu chuẩn Mỹ, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Tôn Hoa Sen, tự hào chất lượng quốc gia.
cơ hội dành cho Phúc Kiến Trung Quốc. Bóng vẫn trong cuộc. Đấy, với những tình huống phán đoán và theo chắn tốt, ít nhiều đã khiến cho sức mạnh của Nhật Bản không được thể hiện ngay ở những thời điểm đầu tiên. Nhưng rồi thì những miếng tổ chức tấn công nhanh, đánh nhanh của NEC Rockets đã giúp cho đội bóng này có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu đầu tiên. Phát bóng rất khó chịu. Chắn bóng trong sân. Pha xử lý vừa rồi của Ye Jia Jing đã bị bắt bài. Một đường chuyền khá lộ, không khó để cho hàng chắn của NEC phòng thủ thành công. Pha nhảy chuyền, tình huống tổ chức tấn công rất tốt của NEC Red Rockets. Pha nhảy chuyền và xử lý tuyệt vời của Siri. Siri và Chue Su Dông là hai cây chuyền hai rất đáng xem của giải bóng chuyền phải xin tạm dừng trận đấu để đưa ra những hội ý chiến thuật cho các học trò. Cũng là một trong những vận động viên thực hiện phát bóng rất tốt của NEC Red Rockets. Với Yoshida đó là những quả nhảy phát bóng tấn công, còn Yanagita thì đó là những quả giao bóng có quỹ đạo bay rất khó chịu. Vừa rồi thì cần tới may mắn Yanagita mới có thêm điểm, nhưng mỗi lần mà Yanagita và Yoshida thực hiện giao bóng, Red Rockets thường có được chuỗi liên điểm tốt. Ngày hôm nay thì đã có rất rất đông người hâm mộ bóng chuyền Quảng Nam đã có mặt từ rất sớm tại nhà đấu tỉnh Quảng Nam để chờ đón các trận đấu quan trọng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Asian 2019. Trước khi trận đấu bán kết 2 này diễn ra thì có một cơn mưa rất lớn tại Quảng Nam. Thế nhưng vẫn có rất nhiều để dù không có cơ hội trực tiếp vào bên trong sân thì vẫn có thể tận hưởng bầu không khí cực kỳ sôi động đang có ở nơi đây với những nhà bạn được tổ chức và xem qua màn hình lớn. Trận đấu trước, cầu thủ Mao số 11 bước 1 không tốt và bị thay ra sớm. Vị trí sau đó được thay thế bởi Hoang Phong mang áo số 17. Còn trong trận đấu này, Di Che Trinh thi đấu tương đối chắc kể từ đầu trận. Đây là cầu thủ có chiều cao 1m88 và đang được huấn luyện viên Fujian đào tạo để trở thành một chủ công có chất lượng trong thời gian tới. Là quả phát bóng của Ye Cha Trinh. Rất cắm. Những cú đánh lao của Yamauchi thực sự có uy lực. Phúc Kiến
đúng như vậy, lối dẫn vạch của Liang Quy Phan. Đánh bóng chưa qua lưới. Điểm thứ 5 cho câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc. 5-10. Thế trận ở hiệp đấu thứ hai không được tốt như hiệp đấu đầu tiên với câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc. Họ đang bị đối phương dẫn khá xa về điểm số 11-5. Tấn công thì rất tốt, nhưng tình huống tiếp bóng của Lin Yuexin lại không thực sự được chính xác. Cô đánh bóng dưới tâm bóng. Đây là cơ hội ghi điểm cho câu lạc bộ NEC. Bóng ngoài. Và đánh bóng ở vị trí số 2 chưa thành công của Tani. Đánh bóng không qua lưới. Pha xử lý không thành công của Ayumi Yoshida. 7-12. Yoshida có tầm đánh cao hơn Amauchi, nhưng cầu thủ này còn thiếu kinh nghiệm và chưa thực sự sắc sảo như người đội trưởng trong các pha xử lý của mình. Yoshida chủ yếu đánh ở vị trí số 4, trong khi Yamauchi có thể xử lý đa dạng ở các vị trí khác nhau. Trống giữa các vị trí bên phía câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc đã bị khai thác triệt để. Xử lý từ bước 2 rất hay nhưng chưa thể ghi điểm. Thấy một đặc sản của bóng chuyền Nhật Bản. Quả nhỏ thành công. Pha bóng rất hay. Một pha bóng mà cả hai đội đều đáng khen. Yanagita rất bình tĩnh thực hiện cú bỏ nhỏ. Chứa nên 4 điểm liên tiếp của câu lạc bộ NEC Vesbovis. Và họ đang dẫn 16-7. Những lợi thế với chiến thắng ở hiệp đấu thứ nhất mang tới cho các cầu thủ NEC Vesbovis một sự
gian hội ý kỹ thuật lần thứ hai trong hiệp đấu này. Cách biệt lên tới 9 điểm. Cú nhảy phát bóng tấn công của Yoshida. Yanagita vừa rồi đã sang xin lỗi người đồng nghiệp phía bên kia lưới. Một hành động rất fair play của cầu thủ mang áo số 4. Tiếp tục là pha ghi điểm của Yanagita. Một tình huống tương tự ít phút trước đó, Yanagita bỏ nhỏ. Còn lần này thì cầu thủ này đã quyết định dứt điểm theo hướng về vị trí số 4 bên phần sân của đối phương. Huấn luyện viên Fujian đã phải xin tạm dừng trận đấu để thực hiện quyền hội ý chiến thuật. Tính từ mốc điểm thứ 13 thì đã có Shinami Furuya vào sân để thay cho Ayumi Yoshida. Shinami Furuya cũng thực hiện nhảy phát bóng tấn công. Và được xem lại pha ghi điểm của Lin Lin. Và sau đó đội trưởng của đội Phúc Kiến Trung Quốc thực hiện quả phát bóng. Tình huống tiếp bóng và xử lý xoay cổ tay của Yanagita không thành công. Số 4 của câu lạc bộ NEC muốn lách chắn. Rất tiếc với lỗi phát bóng hỏng vừa rồi của đội trưởng Lin Lin bên phía câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc. Cách biệt vẫn lên tới 10 điểm. Vẫn còn. Đây là cơ hội ghi điểm cho đội NEC. Rất tốt. Và phối hợp và cầu thủ mới được vào sân thay người Shinami Furuya đã có một pha ghi điểm từ sau vạch 3m. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bước vào đà rất chuẩn để không mắc lỗi dẫm vạch. Có những tình huống tấn công sau vạch 3m. Lúc này thì hiệu quả ghi điểm của câu lạc bộ NEC là cao hơn. Sukada vừa có pha ghi điểm từ bước 2. 21-9. Lỗi phát bóng của Aratani. 10-21. Chắn bóng thành công. Những góc quay cho chúng ta thấy là Sukada thường xuyên thực hiện những động tác nhảy chuyền. Và điều đó giúp cho tốc độ tấn công của câu lạc bộ NEC được triển khai nhanh. Ngay cả những tình huống tấn công biên thì cầu thủ mang áo số 3 cũng chuyền rất chắc tay cho các đồng đội và vừa tầm với các pha dứt điểm. Sau đó thì Sukada gây khó khăn cho Ye Chia Trình với một quả phát bóng tấn công chiến thuật khó. Đây là
vị trí thường bị đối phương khai thác. Thì phát hiện Yechachin bước 1 chưa thực sự vững. 23-10. Tiếp tục tấn công vào vị trí của Yechachin. Bóng ngoài sau pha đánh bóng vào chân số 5 bên phần sân của đối phương, đó là pha xử lý của Lin Yuexin. 24-10. Bóng rất mạnh và hàng sau của câu lạc bộ NEC vừa rồi, số 11 Furuya đã không thể phòng thủ. Nhà Nguyễn Phan phát bóng. Quay Phan là ứng cử viên cho danh hiệu Hoa Khôi của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, đại diện cho đội Phúc Kiến Trung Quốc. 25-11. Hiệp đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng cách biệt lớn về điểm số dành cho câu lạc bộ NEC Web Rockets. Sau hai hiệp đấu thì họ đang dẫn với tỷ số 2-0. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống kẽm trực tuyến. Ống kẽm Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Gắn kết từ những ngày đầu tiên. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng. Chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ. Và không ngừng phát triển, tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Ống nhựa Hoa Sen, mua liền tay những ngày quà khủng. Với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy Honda Airblade, điện thoại iPhone X và 20.000 thẻ cào điện thoại. Mua ống nhựa Hoa Sen, cào liền tay trúng ngay Airblade. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng. Thông tin chi tiết tại hoasengroup.vn. Cả Phúc Kiến Trung Quốc thì NEC Red Rockets cũng đang có lợi thế hơn về ngày nghỉ và số trận phải đấu. Với 3 trận thắng tại các trận đấu vòng bảng, NEC Red Rockets cùng với đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng và được vào thẳng vòng đấu bán kết. Trong khi đó thì Phúc Kiến và Đại học Đài Bắc Trung Hoa phải tham dự các trận đấu giành quyền vào bán kết. Thể lực cũng đang là một vấn đề khi mà trước một lối chơi nhanh của các cô gái NEC Red Rockets thì Phúc Kiến Trung Quốc cũng đang là đội bóng gặp nhiều vấn đề về mặt thể lực hơn. Và điều này đang khiến cho đội bóng Phúc Kiến Trung Quốc để thua khá nhanh và hàng chắn không còn linh hoạt như ở set đấu đầu tiên nữa. Đây là một ví dụ của tình huống tổ chức tấn công và dứt điểm mà không có bất cứ một cầu thủ nào bên phía Phúc Kiến Trung Quốc nhảy lên bám chắn. Không thể cản phá. Cùng với Yanagita, Yamauchi, Yoshida cũng đang có một ngày thi đấu rất tốt trong lối chơi của NEC Red Rockets.
10 điểm và quyền phát bóng về cho Phúc Kiến Trung Quốc. Ye Gia Jin sẽ thực hiện quả phát bóng này. Bóng vẫn trong cuộc. Một tư thế đánh hơi với và không có nhiều cơ hội cho Yoshida đưa ra một pha đánh bóng điều chỉnh. Tiếp tục là Ye Gia Jin. Đó là Yoshida. Là một tình huống đánh sau vạch 3m, không phải, vẫn là Yoshida được lựa chọn trong tình huống nhập bóng cuối cùng. Phòng thủ tốt, vẫn là vị trí đánh biên số 4, vẫn là Yoshida và vẫn là một pha dứt điểm rất gãy gọn và thậm chí đó là một pha dứt điểm trên chắn của số 21 bên phía NEC. Bóng ngoài, Yamauchi đang ở hàng sau, ý đồ thực hiện một pha tấn công từ hàng sau tương đối bất ngờ dành cho chủ công bên phía NEC Red Rockets, nhưng đường truyền là chưa thực sự vừa tầm để Yamauchi có được một pha dứt điểm tốt nhất. Điểm số liên tiếp của Yoshida và cùng với góc đánh tương tự. Hàng chắn của Ennis của Phúc Kiến Trung Quốc đã hoàn toàn bị dụng khi cho rằng đó là một tình huống tổ chức tấn công ở vị trí số 3. Đánh bóng ra ngoài. Bây giờ đang là chuỗi lên điểm mà trong đó Yoshida đang là vận động viên thực hiện quả phát bóng cho NEC. Những quả phát bóng có độ chuẩn xác gần như là tuyệt đối. Bóng đi rất mạnh và gây ra những pha xử lý bước một không tốt của Phúc Kiến Trung Quốc. Và đây đang là thời điểm mà NEC đang có được chuỗi lên điểm. Yoshida, những quả phát bóng tấn công uy lực và thực sự rất đẹp. Tư thế vào đà và bật nhảy thực hiện những quả phát bóng của Yoshida. Nhưng cuối cùng thì NEC Red Rockets cũng đã không thể giữ được chuỗi lên điểm liên tiếp của mình. Một tình huống mà Yoshida không thực sự tỉnh táo. Yoshida đứng rất sát với đường biên cuối sân và nếu như bỏ đó sẽ là một tình huống bóng ra ngoài. Bóng trong sân, một pha đập bóng cắm của Yanagita. Không có Yoshida ở vị trí số 4 thì đã có Yanagita. Thực sự là quá đa dạng trong những mũi tấn công và điều này thật sự khiến cho hàng chắn của Phúc Kiến đang không biết đâu mà lần. Bỏ bóng tốt.
và xử lý bỏ nhỏ của Liang Weifan. Sáu chín cho Phúc Kiến. Thật sự kỳ lạ nhưng cũng dễ hiểu, kỳ lạ bởi liên tục phải đến 8 trên 10 điểm số mà NEC Red Rockets có được đến từ ở vị trí đánh biên số 4 không Yoshida thì là Yanagita, không thể phân bổ hết người để tham gia bám chắn trên khắp mặt lưới khi mà hàng công của NEC Red Rockets đang thể hiện sự đa dạng trong những miếng đánh cuối cùng của mình. Bóng không qua lưới. 11-7. Đội điểm và quyền phát bóng về cho đội bóng đến từ Nhật Bản. Hoàn toàn không thể bè được góc đánh ở vị trí đánh biên số 4 của NEC Red Rockets. Vẫn cứ là điểm đó và hướng tấn công đó. Một tình huống đánh chéo sân nhưng hàng chắn của Phúc Kiến vẫn chưa thể rút ra kinh nghiệm với những tình huống chắn nghiêng. Pha xử lý thông minh của Ye Jia Jing. Một pha xử lý đẩy bóng sâu về phía cuối sân và khai thác khoảng trống tốt của số 11 bên phía Phúc Kiến. 8-12. Chúng ta có thể thấy là Phúc Kiến Trung Quốc để có được một điểm phải khó khăn đến như thế nào. Đường truyền hai thấp tay của cây truyền hai Siri và bóng đi chưa thực sự ổn định. Di chuyển đánh chiến thuật với một tốc độ có thể nói là cực tốt của NEC Red Rockets. Chúng ta đang được chứng kiến màn trình diễn của một trong những ứng cử viên số 1 cho người vô địch của VTV Cup năm nay. Chắn bóng ra ngoài rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, tình huống chắn bóng của Ye Jia Jing. Ye Jia Jing đã không di chuyển và đứng nguyên ở vị trí số 2 để ngăn chặn một tình huống tấn công quen thuộc ở vị trí số 4 từ phía NEC Red Rockets, vốn dĩ đang mang lại rất nhiều điểm cho đội bóng đến từ Nhật Bản. Thank you.
chắn bóng ra ngoài. Ít nhiều đã bắt được bài những pha phối hợp tấn công của NEC ở vị trí vừa rồi, nhưng hàng chắn vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những tình huống phòng thủ trên lưới. Trận đấu thứ 3 và các cô gái Phúc Kiến Trung Quốc đang thi đấu thực sự nỗ lực, và điều này đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Fujian đang có được một thế trận tốt hơn rất nhiều so với những diễn biến của trận đấu thứ 2, trận đấu mà Phúc Kiến Trung Quốc để thua khá nhanh. Sáu mười một là điểm số trong lần nghỉ hội ý kỹ thuật thứ hai trong trận đấu thứ ba này, khoảng cách là 5 điểm. Thế nhưng thế trận thì vẫn đang hoàn toàn chủ động thuộc về phía NEC Red Rockets. Như vậy là Yoshida đã được tạm thời cho ra nghỉ. Vào thay cho cô đó là Chiang Mi. Không thể phòng thủ. Libero bên phía Phúc Kiến Trung Quốc ít nhiều đã phán đoán được góc đánh của đối phương, khi mà hàng chắn của Phúc Kiến thậm chí đã lập được hàng chắn 3. Nhưng pha đánh của Yanagita là quá xuất sắc. Với một thế trận và diễn biến như thế này, không quá khi nói rằng có đến 90% cho tới thời điểm hiện tại, NEC Red Rockets sẽ giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng và tranh ngôi vị cao nhất tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Vào chân thì Kuroya Chinami cũng thực hiện một quả nhảy phát bóng tấn công, nhưng số 11 bên phía NEC đã thực hiện quả phát bóng đi ra ngoài. 12-18.
những nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của NEC Red Rockets. Pha dứt điểm vừa rồi là của Lin Yue-shin. Một tình huống tấn công sau vạch 3 mét với lực đánh rất mạnh. Còn với NEC Red Rockets, một trong những yếu tố giúp cho đội bóng này chiếm được, có thể nói là trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ bóng chuyền Quảng Nam, còn và có lẽ một phần người hâm mộ bóng chuyền cả nước trong ngày vừa qua, đó là những pha bay người cứu bóng. Dù cho cơ hội là còn rất nhỏ, nhưng còn cơ hội là còn nỗ lực. Chiến thuật một chân ghi điểm cho câu lạc bộ NEC Red Rockets. Sự ăn ý giữa Tsukada và Aratani mang tới một giải pháp tấn công chất lượng bên cạnh hướng đánh của Amauchi. Bỏ nhỏ thành công. Chúng ta cũng đã thấy là đội trưởng Yamauchi đã rất nỗ lực để vay người phòng thủ. Luôn nỗ lực trong từng pha bóng và luôn biết cách thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Vai trò đội trưởng Yamauchi là rất quan trọng đối với câu lạc bộ NEC Red Rockets. Chúng ta cùng xem lại pha tấn công ở vị trí số 4 của Anagita. Dù đã có tay chắn và hàng sau cũng đã biết hướng đánh nhưng vẫn không thể phòng thủ. Lin Yue-shin đánh bóng không qua lưới. Thêm một điểm nữa cho câu lạc bộ NEC Red Rockets. Minemura vào sân để thay cho Yanagita. Cho câu lạc bộ Phúc Kiến người đã ghi điểm là Lin Yue-shin. Ghi điểm.
tiến sát tới điểm quyết định của hiệp đấu thứ ba, đồng thời cũng là điểm quyết định của trận đấu. Huấn luyện viên Fujian đang thực hiện quyền ngụ ý chiến thuật. Đội bóng của ông đang kém đối thủ tới 5 điểm, không dễ để san lấp. Câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc đã có một nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên thực sự đánh nhanh. Số 19 bên phía câu lạc bộ NEC Red Rockets là Yuka Swada vừa được vào sân để thay cho Kari Ueno. Từ khi được vào sân thì Chinami Furuya cũng đã thi đấu bắt nhịp được với toàn đội. Mất 1-2 điểm đầu tiên để bắt nhịp. Và sau đó thì số 11 đã thi đấu tốt hơn hẳn sau khi được vào sân để thay cho Ayumi Yoshida. 19-24. Kari Ueno đã trở lại sân. Giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup Đông Hoa Sen 2019.